Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 14 tháng 11 2023. Chào giá DAP có nhóm nhẹ ở vài nơi, giao dịch phân bón vẫn hạn chế. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 508-603, Phú Mỹ 507-602, Bình Điền 508-603, Trung Quốc 509-604, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục có giá dao động từ 509-604. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.200.000, DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64% giá tương đương, dao động từ 708-802. Đình Vũ 750-709. Đức Giang vàng 64%, dao động từ là 720.000-830.000 đồng. Philippines 1.100.000-1.200.000. DAP Nga đen 64%, 708-820. DAP Nga xanh 64%, 740-780. DAP ba con cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.200.000-1.300.000. Phân Cali Cà Mau 803-807. Phú Mỹ 803-806. Ba con cò 850-808. Cali Miễn Cà Mau 602-650. NBK 16-168 Bình Điền 608-703. Cà Mau 608-704. Phú Mỹ 608-703. Ba con cò 809-902. Việt Nhật là 609-704. Zara Mila Complex 12-11-18 606-700.000 với bao 25 kg. Hàn Quốc 16-168+9S là 600-650. 16-168+TE Việt Nhật là 902-907. NBK 20-20-15 ba con cò 809-950. Bình Điền 1.000.000-1.100.000. Sông Danh là 1.050.000-1.100.000. NBK 20-20-15TE Bình Điền 1.050.000-1.100.000. Phân Lân Super Lân Long Thành 220-208. Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 520-507, Phú Mỹ 501-506, Bình Điền 520-507, ure Hà Bắc 501-506, Ninh Bình và Trung Quốc 501-506. DAP Hồng Hà Xanh 1.150.000-1.200.000, DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64%, dao động 708-802. Đình Vũ 720-706. Đức Giang vàng 64%, 720-803. Philippines 1.100.000-1.200.000. DAP Nga đen 64%, 708-802. DAP Nga xanh 64%, 740-708. DAP ba con cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.200.000-1.300.000. NBK 20-20-15TE Bình Điền 975-1.050.000. 20-20-15 Bình Điền 903-907. 20-20-15 ba con cò 1.050-1.200.000. 20-12-7TE Bình Điền 950-908. 18-86 Việt Nhật 870-900. 18-86TE Việt Nhật 803-808. 16-8-14-12S Việt Nhật là 850-900. 14-14-14 Philip 1.000.000-1.050.000 đồng. 15-5-10-14S Lào Cai 506-601. 16-8-8 Phú Mỹ 810-850. 16-16-8+13S cộng TE Phú Mỹ 850-809. 15-5-5 Bình Điền là 700-704. 17-19-9TE Phú Mỹ 809-904. 18-4-22TE Bình Điền 907-1.010.000. 17-7-18TE Cà Mau 804-808. 17-7-17TE Cà Mau 850-808. 17-15-9TE Phú Mỹ 803-807. 16-16-8 Hà Lan 700-707. Phân Lân
Văn Điển 209-320, Lân Lâm Thao 206-208, Lân Đen 201-206, NBK 16-168, Cà Mau 804-809, Đầu Trâu 708-803, Phú Mỹ 804-809, Việt Nhật 800-806, Hà Lan 700-750, Philip Korea 806-900, 16-168TE Philip Korea 806-900. Phân Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 602-650, SA Nhật 401-450, SA Trung Quốc 450-408, SA Đài Loan 402-407. Ở khu vực miền Trung, phân Ure Cà Mau 508-603, Phú Mỹ 507-602, Bình Điền 508-603, Ure Hà Bắc 503-509, Ninh Bình 503-509, Trung Quốc 507-602. NBK 20-20-15, sông Danh 1.035.000 tới 1.090.000 đồng, sông Hương 1.050.000 đồng tới 1.090.000 đồng, Đầu Trâu 1.070.000 tới 1.150.000, Bông Lúa 904 tới 908, Ba Con Cò 1.110.000 cho tới 1.150.000, NBK 16-16-8, Cà Mau 707-801, Phú Mỹ 706-802, Lào Cai 707-801, Đầu Trâu 709-803, Lâm Thao 706-800, Việt Nhật 708-802, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 608-702, 15-5-10-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 403-408, 16-8-8 Lâm Thao 609-702, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 708-802, Phân Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 602-650, Cali Bột Hà Anh, Cali Bột Phú Mỹ 606-700, Lâm Thao, Lân Lâm Thao 250-209, Lân Lào Cai 204-208, Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 508-603, Phú Mỹ 507-602, Bình Điền 508-603, Ure Hà Bắc, Ure Ninh Bình 503-509, Trung Quốc 507-602, DAB Hồng Hà Xanh 1.300.000-1.450.000 đồng, DAB Trung Quốc nâu 64%, 808-902 nha bà con, DAB Trung Quốc vàng 64% cũng tương đương, Đình Vũ 950-909, Đức Giang vàng 64%, 702-803, Philip Pin là 1.100.000 cho tới 1.200.000, DAB Nga Đen 64%, 708-802, DAB Nga Xanh 64%, 704-708, DAB Ba Con Cò 1.000.000 tới 1.100.000, Hàn Quốc Đen là 1.200.000 tới 1.300.000, 13-13-13TE Bình Điền 806-809, 16-16-8 Việt Nhật 802-850, 16-16-8TE Việt Nhật 806-809, 16-16-8 Ba Con Cò 809-902, 16-16-8 Phú Mỹ 802-850, 16-16-16 Ba Con Cò 803-880, 16-16-8 Lộc Điền 603-609, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 801-850, 16-8-16 cộng 4S Lâm Thao 804-808, 16-88 cộng 9S Lâm Thao 804-808, 15-15-15 TE Amoni 406-408, 16-16-16 Chaban 502-508. Hai loại này áp dụng cho bao 25kg nha bà con. 12-5-10 Lộc Điền 503-507, 16-88 cộng 9S 803-808, 13-13-13 Lâm Thao 504-508, 20-20-15 Sông Danh
1.050.000 tới 1.1 triệu, 20-15 TE Bình Điền 1.050.000 tới 1.1 triệu, Phân Lân Lâm Thao 207 tới 301, Lân Lộc Điền 209 tới 304, Văn Điển 250 tới 208, Phân Cali Cà Mau 803 tới 807, Phú Mỹ 803 tới 806, Ba Con Cò 850 tới 808, Cali Miễn Cà Mau 602 tới 650, Cali Bột Canada 609 tới 702. Giá áp dụng trên mỗi bao 50kg và mua bằng tiền mặt nha bà con. Loại nào có trọng lượng khác thì kênh cũng đã cập nhật cụ thể ngay loại đó. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.